nếu như người nào cũng đang ngón tay nếu mà không ai quay được chẳng chị đi ở Sapa Night Market. About 9 p.m. Tuesday. dạ con đi mua cái đầu riêng của dạ con sẵn đi ra đây luôn nè. Giúp sợ đang đi lên, đang đi lên. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ dạ hai lần hai cái lập vườn đang đi bên dòng á, bên dòng Jockey. Sausages. Top animals. Sweets. Barbecue. Really cold, like 10 degrees Celsius. Everybody in coat and jackets. Electric car. Hey!